Thân chào các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ hệ thống lại kiến thức mà các em vừa được học trong mấy tuần vừa qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1 được thực hiện vào tuần 10 tới đây. Nội dung ôn tập gồm có hai phần, phần thứ nhất lý thuyết, phần thứ hai bài tập. Phần lý thuyết các em sẽ ôn từ bài 1 đến bài 6, gồm hai chủ đề, chủ đề 1 chuyển động vận tốc, chủ đề 2 lực và quán tính. Sang phần 2 là phần bài tập, cũng có hai loại bài tập, đó là bài tập định tính và bài tập định lượng. Bài tập định tính, các em phải đi giải thích được một số hiện tượng liên quan đến quán tính, đến ma sát trong thực tế và biểu diễn các vectơ lực. Bài tập định lượng, các em phải tính toán ra những số liệu về vận tốc, quãng đường, thời gian trong bài toán về chuyển động. Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề 1, chủ đề chuyển động và vận tốc. Các em có thể học trong phần ghi nhớ hoặc có thể trong học trong vở bài học dưới dạng các câu hỏi dưới đây. Câu 1: Khi nào thì vật chuyển động, khi nào thì vật đứng yên? Đối với câu hỏi này, chúng ta chú ý những cái từ quan trọng, đó là khi vị trí của vật thay đổi hay không thay đổi so với vật mốc. Sang câu thứ hai, tại sao nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối? Thì một vật có thể là chuyển động so với vật mốc này, nhưng có thể lại là đứng yên so với vật mốc khác. Câu 3, độ lớn vận tốc cho biết gì? Các em đã học xong bài 2 thì các em phải biết được độ lớn vận tốc cho ta biết được mức độ nhanh chậm của chuyển động. Có nghĩa là muốn so sánh chuyển động này với chuyển động kia thì ta phải so sánh vận tốc thì mới biết được chuyển động nào nhanh hơn, chuyển động nào chậm hơn. Sang câu 4, thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Đối với câu hỏi này thì câu trả lời của các em cũng phải chú ý tới những từ, đó là độ lớn của vận tốc có thay đổi hay không. Sang chủ đề 2, chủ đề lực và quán tính. Câu hỏi 5, lực tác dụng lên vật có thể gây ra tác dụng gì cho vật đó? Các em đã học ở lớp 6 rồi. Chúng ta sang câu 6, tại sao nói lực là đại lượng vector, biểu diễn vectơ lực như thế nào? Các em phải hiểu được đại lượng vectơ là đại lượng có hướng. Vì vậy, lực là một đại lượng vectơ, vì ngoài độ lớn ra, lực còn có phương và có chiều. Biểu diễn vectơ lực, ta dùng một mũi tên để biểu diễn vectơ lực. Gốc mũi tên là điểm đặt lực, vì vậy các em luôn đặt gốc mũi tên tại điểm chính giữa của vật. Phương chiều của mũi tên trùng với phương chiều của lực, có nghĩa là lực có phương chiều nào thì chúng ta vẽ mũi tên có phương chiều đó. Sau đó các em chọn tỉ xích phù hợp và các em vẽ độ dài của mũi tên biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước. Câu 7, thế nào là hai lực cân bằng? Các lực cân bằng tác dụng lên vật thì vật đó sẽ như thế nào? Các em chú ý, hai lực cân bằng là hai lực phải có các đầy đủ các yếu tố sau: cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều và cùng cường độ. Các lực cân bằng tác dụng lên vật thì vật đó sẽ không thay đổi vận tốc. Vật đang ở trạng thái đứng yên thì vật đó sẽ tiếp tục đứng yên. Nếu vật đang ở trạng thái chuyển động thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Câu 8, quán tính là gì? Quán tính là tính chất giữ nguyên vận tốc của vật. Vì vậy, khi có lực tác dụng lên vật, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính. Câu 9, kể tên các loại lực ma sát. Đặc điểm chung của các loại lực ma sát là gì? Khi nào xuất hiện các loại ma sát đó? Ta trả lời theo từng ý. Có 3 loại lực ma sát trượt, ma sát lăn và ma sát nhụy. Đặc điểm chung của các loại lực ma sát đó là cản trở chuyển động. Lực ma sát trượt và lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật trượt
hoặc lăn trên bề mặt một vật khác. Lực ma sát nghỉ, nó xuất hiện kể cả ngay khi vật không chuyển động, vì vậy tên của nó là lực ma sát nghỉ. Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt khi vật bị tác dụng của lực khác. Sang phần bài tập, ta đi giải quyết hai bài tập định tính. Bài 1, khi khăn trải bàn có nhiều bụi phấn, ta phải rũ mạnh khăn để bụi phấn bay ra. Giải thích. Các em chú ý, bụi phấn bay ra có nghĩa là bụi phấn vẫn tiếp tục chuyển động. Vậy thì vật nào đột ngột dừng lại? Chúng ta theo dõi câu trả lời. Khi rũ mạnh khăn và dừng lại đột ngột, khăn sẽ dừng lại cùng tay, nhưng bụi vẫn tiếp tục chuyển động, không dừng lại kịp nên bụi văng ra. Bài số 2. Câu A. Tại sao xích, hay người ta hay gọi là cái sên của xe đạp, thường xuyên vô dầu nhớt? Xích, sên, xe đạp thường xuyên vô dầu nhớt để giảm ma sát, làm xích sên lâu mòn, ta đi lại cũng dễ dàng hơn. Câu B. Tại sao bề mặt vợt bóng bàn, găng tay thủ môn thường dán lớp cao su nổi gai thô ráp? Dán lớp cao su nổi gai thô ráp để làm gì? Để tăng cái độ nhám lên, có nghĩa là để tăng ma sát giúp quả bóng khi chạm vào những vật đó không bị văng mạnh ra bên ngoài. Bài 3 là bài biểu diễn các vector lực. Câu hỏi cụ thể như sau. Một quyển sách nặng 300g đặt nằm yên trên mặt bàn, tác dụng một lực ép kéo bằng 2 N hướng sang phải theo phương song song với mặt bàn lên quyển sách, nhưng quyển sách vẫn đứng yên. Câu hỏi A. Giải thích tại sao có lực tác dụng lên vật nhưng vật vẫn đứng yên. Câu hỏi B. Kể tên và biểu diễn những lực tác dụng lên quyển sách với tỉ xích tùy chọn. Bây giờ ta đi phân tích để trả lời câu hỏi A. Em chú ý, có lực kéo bằng 2 N lên quyển sách, nhưng quyển sách vẫn đứng yên. Vậy thì chắc chắn là phải có cặp lực cân bằng tác dụng lên quyển sách. Vậy lực nào cân bằng với lực kéo? Đó chính là lực ma sát nghỉ, do vật đang đứng yên. Vì vậy câu trả lời của câu A sẽ là quyển sách vẫn đứng yên vì có lực ma sát nghỉ cân bằng với lực kéo. Ép ma sát nghỉ bằng ép kéo và cụ thể bằng 2 N. Câu B. Hãy kể tên những vector lực tác dụng lên quyển sách. Do quyển sách nằm trên mặt phẳng nằm ngang, cho nên là về phương thẳng đứng, các em luôn biết có hai lực cân bằng tác dụng lên quyển sách. Lực thứ nhất là trọng lực P hướng xuống. Lực thứ hai là lực nâng của mặt bàn hướng lên. Và hai lực này là hai lực cân bằng. Về phương nằm ngang, chúng ta vừa phân tích rồi, có lực ép kéo hướng sang phải và lực ma sát nghỉ hướng sang phía trái, và hai lực này cũng là hai lực cân bằng. Vậy tổng cộng trong trường hợp này có 4 lực tác dụng lên vật, và cụ thể có 2 cặp lực cân bằng. Để biểu diễn những vector lực này, chúng ta chọn tỉ xích độ dài tương ứng là 1 N, và ta phải biết độ lớn của các lực đó. Về độ lớn của lực kéo và lực ma sát nghỉ, chúng ta đã tính được ở câu A. Độ lớn của trọng lượng chúng ta chưa biết. Vậy trọng lượng muốn tính được, ta phải chú ý đơn vị của khối lượng, nó là đơn vị gram. Các em phải đổi sang đơn vị kg. 300g bằng 0,3 kg. Sau đó em tính trọng lượng bằng cách nhân 10 với khối lượng. Lấy 10 nhân 0,3 là 3 N. Do đó, về phương thẳng đứng, ta vẽ mũi tên gồm 3 đoạn. Tức là ta đã biểu diễn độ lớn của lực hút bằng 3 N. Tương tự vậy, lực nâng của mặt bàn, chúng ta cũng vẽ mũi tên gồm 3 đoạn. Biểu diễn lực nâng của mặt bàn tương ứng với độ lớn cũng là 3 N. Theo phương ngang,
lực kéo bằng 2 Newton, cho nên mũi tên ta vẽ hướng sang phải 2 đoạn, đồng thời hướng sang bên trái cũng 2 đoạn. Và như vậy ta đã biểu diễn xong 4 lực tác dụng lên quyển sách. Sang bài tập định lượng, bài 4. Các em theo dõi đề bài. Quãng đường AB dài 120 km. Một người đi xe máy từ A lúc 6 giờ và dự định đến B lúc 10 giờ. Câu A, tính vận tốc dự định của người đó. Với vận tốc này thì sau khi xuất phát 20 phút thì người còn cách B bao nhiêu km? Câu B, thực ra sau khi đi được nửa chặng đường thì người đó dừng lại sửa xe mất 30 phút. Hỏi, để đến B đúng dự định ban đầu thì chặng đường sau người đó phải đi với vận tốc là bao nhiêu? Trước tiên chúng ta làm bài, chúng ta phải tóm tắt vì có những phần chúng ta cần phải đổi đơn vị. Và để thấy rõ các đại lượng nào bài đã cho rồi và đại lượng nào bài bắt đi tìm, các em nên nhìn vào đơn vị để biết được đó là quãng đường hay là thời gian hay là vận tốc. Ví dụ 120 km, vậy đây chính là quãng đường. Chúng ta ghi S bằng 120 km. Thời điểm đi là 6 giờ, thời điểm đến là 10 giờ. Vậy thời gian đi chúng ta làm lấy trừ, lấy 10 trừ 6 bằng 4 giờ. Trong bài còn có con số 20 phút. Vậy chắc chắn đây là thời gian. Và phải đổi ra đơn vị giờ, lấy 20 chia 60 do số lẻ nên ta để dưới dạng phân số là 1/3 giờ. Và chúng ta còn thấy thời gian là 30 phút nữa, tương tự như vậy ta đổi ra 0,5 giờ. Bây giờ các em đi trả lời câu hỏi A. Đề yêu cầu tính vận tốc dự định của người đó. Trước tiên mình phải nhớ công thức tính vận tốc. Vận tốc V bằng S chia T, thời gian và quãng đường. Đề bài đã cho nên chúng ta chỉ cần về thay số, lấy 120 chia 4 bằng 30 km/h. Ý tiếp theo, với vận tốc này thì sau khi xuất phát 20 phút, người đó còn cách B bao nhiêu km? Chắc chắn là hỏi quãng đường rồi, nhưng hỏi quãng đường nào? Ở đây, vị trí của người đó còn cách B bao nhiêu mét? Muốn tìm được khoảng cách đó thì ta phải tìm khoảng cách từ A đến vị trí người đó đang đứng. Vậy khoảng cách hay là quãng đường người đó đã đi được trong 20 phút là đoạn đường đầu đó. Công thức tính quãng đường là S bằng VT, V nhân T. Thế số vô, chúng ta có vận tốc bằng 30, thời gian là 1/3, và ta tìm được khoảng cách đó là 10 km. Và đây là khoảng cách từ người đó đến vị trí A. Nhưng bài lại hỏi khoảng cách của người đó đến B, vì vậy các em phải làm cái tính trừ. Muốn tìm khoảng cách của đoạn đường dài phía sau S2, ta lấy 120 trừ đoạn đường đã đi là 10, ra bằng 110 km. Chúng ta sang câu B. Cô đọc lại câu hỏi. Thực ra sau khi đi được nửa chặng đường thì người đó dừng lại sửa xe mất 30 phút. Hỏi để đến B đúng dự định ban đầu thì chặng đường sau người đó phải đi với vận tốc là bao nhiêu? Do đi được nửa chặng đường cho nên ta tìm nửa chặng đường bằng cách chia 2, lấy 120 chia 2 bằng 60 km. Thời gian đi nửa chặng đường sau theo chúng ta cũng lấy tổng thời gian là 4 chia 2. Nhưng do sửa xe mất 30 phút có nghĩa là sửa xe mất 0,5 giờ, ta phải trừ bớt đi 0,5 giờ. Vậy thì 1,5 giờ là thời gian thực đi ở đoạn đường sau. Vì vậy ta tìm vận tốc trên đoạn đường sau bằng cách lấy quãng đường đoạn đường sau chia cho thời gian thực đi đoạn đường sau, đó là 60 chia 1,5 bằng 40 km/h. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Các em về nhà học lý thuyết,
từ bài 1 đến bài 6 và làm bài trong tờ ôn tập. Chúc các em ôn tập tốt và đạt điểm cao trong bài kiểm tra tới đây. Chào các em.